Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. So sánh nhanh Honda Super R 650F và Kawasaki Z900 2008. Kawasaki Z900 và Honda Super R 650F đều là những cái dòng mid-bay tầm trung mang kiểu dáng thể thao, nhắm tới các khách hàng đã năng động, mong muốn sở hữu một chiếc xe mạnh mẽ, phấn khích hơn. Về mặt thiết kế, không khó để nhận ra được cái chiếc Kawasaki Z900 2008 là mẫu xe theo đuổi cái thiết kế triết lý Tsukumi của thương hiệu này. Nó được lấy kiểu dáng từ hai người anh em là Z800 và Z1000. Bình xăng cũng khá cơ bắp, góc cạnh và nhô lên cao. Trong khi đó, cái chiếc Honda Super R 650F 2008 có thiết kế khí động học sắc sảo với cái dàn nhựa để lộ động cơ, mang cái cảm giác chắc chắn, cơ bắp, bình xăng to và khá góc cạnh. Xe còn gây ấn tượng rất mạnh khi được trang bị hệ thống đồng hồ với hai màn hình LCD hiển thị. Về mặt giá bán, ở thị trường Việt Nam, Kawasaki Z900 2008 có mức giá bán từ 288 triệu đồng. Trong ký hữu nặng ký Honda Super R 650F 2008 được Honda công bố mức giá bán gần 233 triệu đồng. Về mặt dung tích động cơ, dung tích động cơ hiện một cái sự khác biệt rất lớn giữa hai mô hình. Z900 sử dụng động cơ là 948cc 4 xăng, sinh ra công suất 125 mã lực, ở tốc độ máy là 9.500 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại 98,6 Nm tại vòng tua máy 7.700 vòng trên phút. Còn có chiếc Super R 650F 2008 sử dụng động cơ là 648cc 4 xăng, sinh ra công suất là 85 mã lực, ở tốc độ máy 11.000 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại 60,5 Nm tại vòng tua máy 8.500 vòng trên phút. Về mặt hiệu suất, cái vòng tua máy đạt 11.000 vòng trên phút của cái chiếc Super R 650F sẽ có công suất tối đa là 85 mã lực, trong khi các tay đua Kawasaki chỉ cần tăng tốc vòng tua ở tốc độ là 9.000 vòng trên phút có thể hiệu suất là tốt nhất. Ngoài ra, Kawasaki nhẹ hơn 8kg và cung cấp nhiều hơn là 4 mã lực và 38Nm so với thủ của mình. Điều này làm cho cái chiếc Z900 trở nên là người chiến thắng rõ ràng trong cái cuộc phân chia hiệu suất. Tính khí động học, Honda Super R 650F đi kèm với một thiết kế cái dàn quay đầy đủ, người lái được một bảo vệ nhiều hơn khỏi những cái yếu tố thời tiết như lực cản của gió. Kawasaki Z900 mang lại cái tốc độ tối đa lớn hơn so với cái chiếc Super R 650F và Z900 đạt tốc độ tối đa là 240 km/h, trong khi cái dòng Super R 650F chỉ có thể đạt tốc độ tối đa lên tới là 220 km/h. Cảm ơn bạn giúp này là cái tiếp, nhớ like, share, subscribe.